Diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 10, tuần lễ sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh 2024 đã tạo điều kiện cho các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quảng bá các sản phẩm sinh vật cảnh độc đáo, đặc biệt là các sản phẩm của Việt Nam đến khách tham quan, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh. Đem hơn 40 loại cá cảnh đến từ các vùng đất ngọt của miền Tây sông nước, đơn vị này dù lần đầu tham gia nhưng đánh giá rất cao cơ hội quảng bá sản phẩm và tiếp cận đối tác tiềm năng mà tuần lễ sinh vật cảnh mang lại. Hội chợ này thì mình tiếp được một lượng khách hàng rất là lớn, do mình ở quận 1 trung tâm cho nên lượng khách hàng từ các quận khác họ tập trung về. Họ tới họ cũng khá bất ngờ tại sao có những dòng cá cảnh rất đẹp, không thua gì kém gì cá nhập khẩu nước ngoài mà giá thành rất tốt, và mình gặp được nhiều đối tác cũng như là có nhiều hơn cơ hội làm ăn. Không chỉ giúp gia tăng doanh số bán hàng tại chỗ, mà các nhà vườn cũng tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác lâu dài trong sự kiện lần này. Chọn lọc những cái mã hàng của mình làm ra và người ta sẽ tự động giao lưu với các shop ở trong thành phố để mình có thể giao nhận hàng qua đó. Hiện tại trong cái tuần lễ sinh vật cảnh này mình đã tìm được 5 đơn hàng mà người ta đã chọn lọc được 5 cái dòng sản phẩm đại diện cho vườn của mình. Thưa quý vị, một trong những gian hàng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách tham quan là gian hàng bò sát của Chi hội Bò sát cảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây giới thiệu hơn 10 loài bò sát độc đáo đến từ Việt Nam, và đây cũng là điểm mới lạ độc đáo của tuần lễ sinh vật cảnh năm 2024 lần này. Kỳ đà hoa là đột biến qua nhiều đời thì nó mới ra được màu đen hoặc là màu trắng. Như loại này là trăng cấm Việt Nam là loài đột biến. Và thêm các loại côn trùng giáp sát mới của Việt Nam đến cho mọi người. Đây cũng là một cái thú chơi mới. Bò sát Việt Nam có những ưu điểm là mình có thể lai tạo ở đây luôn. Mình biết được tập tính của nó và nó không có mang mầm bệnh, là nó an toàn cho người chơi hơn. Trước khi mà mình tới buổi triển lãm này thì hầu như là về bò sát thì mình cũng không có ấn tượng mấy á, tại vì do cái bé cũng khá là to và chưa bao giờ tìm hiểu luôn. Nhưng mà sau khi trải qua cái cuộc triển lãm này thì mình cảm giác là có một cái lượng kiến thức mới được đặt vào đầu rất là tốt, và được mấy bạn hướng dẫn á là cái môi trường sống của mấy bé như thế nào, mấy bé cách nghĩa tập tính như thế nào, mình có một cái kiến thức và một cái trải nghiệm nó mới lạ lần đầu tiên trong đời luôn. Phát triển ngành sinh vật cảnh gắn với nhu cầu thực tế của người dân tại các đô thị lớn sẽ giúp nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trong nước, góp phần phát triển mô hình nông nghiệp đô thị hướng tới nền kinh tế sinh thái bền vững.